clip bà ô em thích cái nào? Hay quá, hay quá. Dạ, em thích còn anh thích em đó. Ai ai đó. Khủng khiếp thật. Ê Sĩ, cái gì kìa? Cái gì kìa? Cái gì vậy? Đó. Đó, xa xa đó. Là cái gì? Ở xa đó. Xa đó. Là cái gì vậy? Hay là hay rồi. Và hey. Đối thủ. Em chọn Khả Như. Em chọn Buka. Wow. Đối thủ á. Em đi với hai người luôn hả? Em chọn ai? Em chỉ còn hai người để chọn thôi à. Ai chọn? Em chơi một mình. Em chơi một mình. Em chơi với anh. Cảm ơn chơi trước. Anh lên. Lên luôn chị. Lên. Buka lên đi, mình hỗ trợ anh để anh cho mọi người hiểu trò chơi là gì ha. Dạ. Này cái chén. Đây là cái trứng. Đập cái chén vô cái trứng. Dạ. Hai đứa cùng mỗi đứa một tay. Dạ. Đập. Đập. Phải nhanh nha. Đập. Đập. Em chậm rồi, em chậm rồi. 2 3. Trong thời gian đập, Trường Giang lấy được cái chén. Thì em lấy cái trứng à? Thì em lấy cái trứng à? Sao? Lao lao. Đập. Đập. Là để là dạ, thua. Em thua. Em phải đập ra ngoài. Dạ. Và né né cái trứng. Và lúc đó anh sẽ bỏ vô lại. Dạ. Ai cũng có quyền chụp cái chén hết trơn á. Dạ rồi. Nhớ cuộc chơi là phải liên tục. Ví dụ làm lại ha. Thua. Rồi. Mà đặt phải là cái trứng chín mình đang tập thôi. Còn lấy trứng sống mình chơi. Rồi vô. Chúc mừng. 2 3 vô. Vô vô. Em cho mướn đồ bảo hộ à, 10 ngàn một lần, 10 ngàn một lần là ai mướn cho em mượn cái tập trai. 10 ngàn một lần. Tới ai, tới ai? Em với Vinh ạ. Cậu đổi mũ luôn hả? Lấy cái này che đỡ thôi. Thì mình nói không nghe lời gì hết trơn. Bắt hai đi nè. Vỗ tay nồng nhiệt ạ. Chúng ta có chơi trò chơi không ạ? Dạ chơi. Bây giờ chúng ta sẽ tự mình làm một câu thơ. Ví dụ mình thấy một cô gái đẹp mình làm thơ sao? Thấy đàn ông đẹp mình làm thơ sao? Em thấy em vô nhóm đàn ông được. Em là thấy cô gái đẹp em làm thơ được hơn. Ủa vậy hả? Chị có chồng rồi, chị sợ chồng chị ghen. À, không. Đây là trò chơi thôi mà. Thôi bây giờ vậy, nói về làm thơ nó hơi khó nha. Bây giờ mình nói một câu thả thính thôi cho nó dễ. Dạ. Yeah. Em biết thả thính rồi, cho em thả trước đi. Thả ai ạ? À? Em thả anh Thịnh. Thả anh Thịnh. Thả anh Thịnh. Thả anh Toàn, anh Toàn. Anh Thịnh bị bắt hồi nào mà thả anh Thịnh. Thả anh Thịnh đi. Okay. Dễ dụ anh lắm á nha, em thả anh Thịnh. Đi lên đi. Được anh Thịnh, thôi anh Thịnh. Đây là hình gì? Hình tròn. Hỗ trợ đi à, hỗ trợ đi à. Sai, sai rồi. À, hình trái tim. Dành trai. Wow. Được, 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 được. Thả lẹ
anh thả lại đúng không? Okay. Đúng rồi. Chúa đã tạo ra mọi thứ đẹp đẽ dành cho tất cả, nhưng Chúa chỉ tạo ra một mình em dành cho riêng anh. Em dành cho riêng anh. Hay quá đó, đạo diễn mà. Ai tiếp theo ạ? Buka SD. Lên ạ. Giữa ít bà ô em thích cái nào? Hay quá, hay quá. Dạ, em thích còn anh thích em đó. Ai ai đó. Khủng khiếp thật. Ê SD, cái gì kìa? Cái gì kìa? Cái gì vậy? Đó. Đó, xa xa đó. Là cái gì? Ở xa đó. Xa đó. Là cái gì vậy? Hay là hay ở xa. Lấy gì Vũ Lâm ạ? Chết rồi, Như ơi, cứu em Như. Không biết hả Thính hả? Như. Thôi hai người cặp đi. Hai người cặp hợp lý ạ. Như ơi. Ơi. Trời mưa rồi kìa. Ờ, bây giờ sao? Mà ở đây không có chỗ trú mưa. Vậy thì vòm nhà không có. Cứ vô vòm học anh đi. Sao chị vậy? Sao vậy? Sao? Cái thính này đã người ta chết là đúng rồi. Cái thính gì bị sợ? Cái thính gì mà đột quỵ quá vậy? Em thấy dễ thương mà hay có sao em thả sự, vậy thôi. Thật sự thả mèo ạ. Nó hay về cái vần thôi nhưng mà mình tưởng tượng ra. Em quá sợ luôn á. Mình khoan, xin hỏi phong cách thành phố Hồ Chí Minh là phong cách ở dưới Hậu Giang ạ? À? Dạ, ở dưới quê ạ. À. Mời phong cách ở dưới quê ạ. À. Anh nè. Anh Lâm biết không, em thích về quê á. Ở quê á, có mái nhà tranh, có một đàn gà. Đôi khi em muốn làm gà, xem là anh thịt hay là anh nuôi. Hay quá. Thành công, thành công. Khủng khiếp thiệt. Bây giờ là Crush với lại Missy ạ. Chết cho mẹ đâu nha. Chết mẹ. Để coi mấy anh chị trên mạng đọc nhiều có bằng mấy anh chị ở dưới Hậu Giang không? Ai chưa? Gạo quá, gượng gạo quá. Chưa, ai chưa? Em trước đi. Ok bạn. Anh à. À. Ủa sao anh coi? Trời ơi, trời ơi. Đừng có tạo áp lực cho em đó tụi. Người ta chưa bắt em ra pháp trường hả? Tại sao? Bởi vì sắc đẹp của anh là một tội ác. Câu này hai nghĩa. À mọi người ơi, mọi người nó hãy nhớ lại cái vòm họng vừa rồi. Em tên gì? Em tên Miss Thi. Miss Thi là streamer, còn Miss Du là nhớ em đó. Miss Du là nhớ em đó. Cảm ơn chị, cảm ơn. Còn rồi, Hoàng Phi. Dạ. Thả Thính với anh Trường Giang. Đúng vậy. Sao tới chèo tôi sợ vậy? Hay là chị, anh muốn thả Thính với ai ở nhà okay, không? Ok, tôi ra đến với anh Giang. Nhưng mà em đọc thơ anh ơi. Thơ à? Em muốn đọc thơ. Hay quá anh ơi, thơ đi. Anh Giang. À, quá hay quá anh. Anh Giang nhún nhảy bên đường. Lo nhìn anh quá, đụng tường té xe. Được. Nhưng mà sao anh Giang bị nhún nhảy? Giang rất khó đọc thơ luôn á mọi người. Đàn ông nó kỳ lắm. Tại sao anh Giang nhún nhảy bên đường? Sao anh Giang anh làm gì bên đường? Anh nghĩ ơi, bên đường. Anh làm nghề gì? Bị điên hay gì? Anh nhún nhảy bên đường coi. Anh nhún nhảy. Đang. Ghê quá.